Con đường kịch thiên tập 107 Lúc bây giờ trong lòng Khương Tư Nam cũng có chút khiếp sợ. Coi như là hắn cũng thật không ngờ thần oan sẽ có năng lực khủng bố tới như thế. Tuy thần oan là sinh linh trong tinh thần chi hạch, bị phong ấn trăm ngàn vạn năm, nhưng mà ở trong mắt của Khương Tư Nam chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Lại càng không cần phải nói, thần oan được biết mạch của Khương Tư Nam uẩn dưỡng, coi như là con của hắn xem các người còn dám kỳ dễ ra của ta không một đám lão tạp bao không biết xấu hổ là gì thân Hoa dương dương đắc ý thân hình lóe lên lập tức lại cưỡi trên người thỏ ra cách đó không xa để cho bản thân thỏ ra vốn đang gặm cụ cải toàn thân cứng đơ trong nội tâm thầm vắng không thôi nhưng mà đối với cái tiểu tổ tông này hắn thật không thể làm gì được oanh thanh tử chứng kiến thảm trạng của hai cơn giả hoàng đạo như vậy càng không có chiến ý. Ở trong hư không bị quyền cương khủng bố oanh trúng, liên tục ho ra máu, trong nội tâm sinh ra thoái ý. Nhưng mà Khương Tư Nam sao sẽ cho hắn cơ hội này? Thân hình của hắn tung hoành trong hư không, nhanh đến cực hạn, lập tức đã đến trước mặt thánh tử, một tay bóp chặt yết hầu của thánh tử. Lực lượng cuồng bạo không kiêng nể gì cả, phát hủy kinh mạch toàn thân đối phương. Sắc mặt của thánh tử cũng trở nên tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi lúc này đây hắn rốt cuộc cảm nhận được bóng mờ của tử vong Cường tử nam buông thánh tử ra nếu không chẳng những ngươi coi như là toàn bộ trần cường giới cũng bởi vì ngươi mà hủy diệt thần phận của thánh tử không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu sắc mặt của đám người hoàng đạo đang đại chiến với bọn người kìm mình đều đại biến nhào nhào dừng lại nhìn khương tư nam nghiêm nghị quát Cường tử nam ta thừa nhận thiên phú của người không tệ. Nhưng nếu người dám giết ta, tất cả những người cùng ngươi có can hệ đều sẽ bị gạt bỏ. Bật quá, nếu người có thể đầu nhập vào giết trướng của ta, ta chẳng những sẽ cho ngươi đến thần thông, tiền kinh tưởng tượng không được, mà còn có thể mang cho ngươi đi đến thế giới căn cỗi này đi ra. Đi về thay sở đại thế giới, mình mông vô bờ. Ngươi thế thế nào hả? Thân sắc của thánh tử ở thời khắc này bỗng nhiên trở nên bình tĩnh chậm rãi lên tiếng nói. Các người đang uy hiếp ta chắc. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, trong thành ngầm có một tia trào phúng nhàn nhạt, Trong lòng của hắn, cảm giác có chút buồn cười. Hôm nay thánh tử đã thành tù binh của hắn, lại vẫn dám uy bức lợi dụng Thân phận của thánh tử hắn đã sớm đoán được một chút, có thể triệu hồi ra cường giả như cầu linh hoàng, nhất định là đại nhân vật trong thái sở đại thế giới. Nhưng như vậy thì như thế nào? Hắn cùng đế nhất, thánh tử, ngũ hành thánh tông ân oán sớm đã đến tình trạng khó có thể hóa giải. Người chết tà sống, người sống tà chết. Hắn căn bản không có khả năng thả thánh tử đi. Khương Tử Nam, thái sơ đại thế giới không phải người có thể tưởng tượng được. Thân phận thánh tử vô cùng tôn quý. Ở thái sơ đại thế giới tùy ý có thể điều động một chi đại quân hoàng giả coi như là trí tôn cũng có thể nghe hắn chỉ huy. Chỉ cần một ý niệm của hắn, sẽ có cường giả trí tôn hàng lâm trên cương giới, diệt sát tất cả mọi người. Người thức thời thả thánh tử ra. Nếu người quyền ý đầu nhập vào thánh tử, ta nghĩ thánh tử sẽ tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt của bác Linh Hoàng sáng quắc, tuy trong nội tâm tràn đầy lửa giận cùng sát cơ, nhưng mà hôm nay thánh tử ở trong tay của Khương Tư Nam, bọn hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống trong ánh mắt của đám người dịch thiên cơ nhìn về phía khương tư nam cũng là lộ ra một tia sầu lo bọn hắn cũng không biết khương tư nam sẽ lựa chọn như thế nào dù sao thái giờ đại thế giới như là một tòa cự sơn đặt ở trong lòng mỗi người để cho tất cả mọi người không thở nổi tại chân cương không có xuất hiện hoang giả thậm chí là cường giả trí tôn ở thái giờ đại thế giới tùy ý có thể thấy được đó là một đại thế giới mênh mông lớn hơn trần cường giới vô số lần ai cũng có thể nghĩ đến thánh tử là đến từ địa phương kia khương Tư nam tiến nhập được áp lực khổng lồ như thế không tất cả mọi người không nói gì ánh mắt rơi vào trên người khương Tư nam muốn xem hắn lựa chọn như thế nào khương Tư nam nở nụ cười ánh mắt của hắn quét nhìn bát linh hoàng cuối cùng rơi vào trên người thánh tử chăm chú nói <laughs> ta người này không thích nhất là uy hiếp Thánh tử biến sắc, phẳng phất những nghĩ tới Khương Tử Nam, kế tiếp sẽ làm cái gì? Khoe mắt không tự xác được lộ ra một tia sợ hãi. Thánh tử thì thế nào? Cả người tới từ thái sơ đại thế giới thì như thế nào? Phiến thế giới mình vùng kia, một ngày nào đó ta cũng sẽ đặt chân tới. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn, cái gọi là thế lực của các người đến cùng mạnh bao nhiêu. Khương Tử Nam vừa nói xong, trong tay của hắn bộc phát ra thần quang sáng chói cả người thánh tử lập tức hóa thành huyết vụ người người lại dám giết thánh tử à toàn thân của bát linh hoàng chấn động trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin toàn thân bọn hắn đều đang run rẩy cường từ nam lại thật sự dám giết thánh tử như vậy hắn bảo hộ bất lực còn như trở về chỉ sợ cũng trốn không thoát vận mệnh tử vong đây hết thảy đều là Khương tư nam tạo thành trong ánh mắt của bát kinh hoàng lập tức bịt kín một tầng huyết sắc sát cơ khủng bố như thực chất <laughs> diệt tốt lắm không hồ là đệ tử của dịch thiên cơ ta người thái sơn đại thế giới thì thế quái nào dám đến trần cường giới ta đông dạng diệt hết dịch thiên cơ cười to một tiếng ánh mắt nhìn về phía cương tư nam hết sức là hài lòng có một loại cảm giác thoải mái mà thân sắc của đám người ngũ đạo tông cùng trọng đế trần vương thì đại biến nhìn đám người cương tư nam lạnh giọng nói các người cũng dám giết thánh tử đợi đến lúc người của thái sơ đại thế giới tới tất cả mọi người các ngươi đều sẽ chết không có đất chôn đâu <laughs> chúng ta có chết hay không chỉ sợ các ngươi đã nhìn không tới rồi hôm nay ngô hành thánh tông sẽ triệt để bị tiêu diệt trong ánh mắt phòng thiên quân lộ ra một đạo phong mang thanh âm lạnh nhạt vang lên ở trong hư không để cho trong lòng đám người ngũ hành thánh tông nhảy rộn. Mặt giờ khắc này, tuy Khương Tư Nam giết thánh tử, nhưng mà hắn lại cảm thấy một loại khí tức kỳ dị, để cho hắn cực kỳ nghi hoặc. Ông một tiếng, hư không bỗng nhiên hào quang lập loè, Hào quang như mưa, hội tụ ở trong hư không, hóa thành một thân mảnh mờ ảo, Bác phủ ở trong tiên quang vô tận. Khương Tư Nam đã nhớ kỹ ngươi rồi, một ngày nào đó chúng ta còn gặp lại. Bóng người trong hư không bất ngờ là thánh tử, chỉ là giờ phút này sắc mặt hắn lạnh nhạt, toàn thân có một loại khí chất thần bí, phảng phất như vương giả của chư thiên vạn giới, tàn mát trong một loại khí thức, để cho Khương Tư Nam cũng có chút tìm đập nhanh. Còn có thể gặp lại ư, có ý tứ gì đây? Trong nội tâm của Khương Tư Nam nhảy dựng, nhưng vừa lúc đó, bản thân của thánh tử ở trong hư không, biến thành một đạo quang mang, muốn triệt để biến mất khỏi chân cường giới. Vèo một tiếng, một đạo hào quang sáng chói nhành đến cực hạn lập tức sâu tới thần oa há miệng thôn phệ Vòng doanh ngân sắc lập tức bộc phát ra lực lượng lôi đình lôi kéo khủng bố thánh tử ở trên hư không rơi vào trong vòng xoáy bị thần oa nuốt vào không tệ không tệ ăn đúng là ngon đấy thần oa vỗ vỗ cái bụng của mình cảm giác cực kỳ thích ý chà người có nhìn không ra sao thánh tử này cũng không phải thánh tử chân chính mà là một thế thân của cường giả bằng công cũng sẽ không sau khi chết chỉ để lại một đạo ấn ký đâu thần oa bay lên vờ vai của khương tư nam nấc một cái cười hăng hắc rồi nói thế thần à có ý tứ gì chẳng lẽ thánh tử này cũng là một phần thân cường giả hay sao trong nội tâm của khương tư nam chấn động trong ánh mắt lộ ra một đạo thần mang sáng chói thế thân không phải phân thân thần oa giải thích lão ba phân thân không có tư tưởng độc lập dựa vào bản tôn mà tồn tại. Thế thân thì không giống vậy. Hắn có tư tưởng của mình, tuy vẫn bị bản tôn khống chế, nhưng cũng đã coi là một người độc lập. Đế nhất là phần thân của thánh tử. Chẳng lẽ thánh tử lại là thế thân của tuyệt thế cường giả ở thái sở đại thế giới? Vậy cường giả kia khẳng định tù luyện một loại thiên kinh khủng bố. Giống như một đời lại một đời sống ra, kinh nghiệm một lần lại một lần nhân sinh. Một khi tất cả thế nhân hợp nhất, như vậy tu vi của hắn nhất định sẽ đạt tới một loại tình trạng khó có thể tưởng tượng. Thánh tử cường đại như thế, cũng chỉ là một thế thân của người khác sao? Sống trong một thế lại một thế, người kia đến cùng có bao nhiêu khủng bố chứ? Trong miệng của Khương Tư Nam thì Thảo tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Bất quả lão ba người yên tâm, ấn ký của thánh tử đã bị tàn nuốt, coi như là tuyệt thế cường giả kia cũng không biết chuyện đã xảy ra ở đây hắn tạm thời sẽ không tìm được ngươi đâu thần Hòa mắt tỏ sáng lóng lánh trên mặt đèo tháng tươi cười đắc ý lắm làm sao ngươi biết những chuyện này khương tư nam có chút kinh ngạc càng cảm giác được nghi tử tiện nghi này của mình bất phàm, chẳng những có thể thôn phệ linh khí thôn phệ nguyên thần ấn ký lại có thể điều động lực lượng thiên đạo ngôn xuất pháp tùy hôm nay ngay cả khương tư nam cũng không biết thế thân thần Hòa lại biết thần oa mắt to chớp chớp trong ánh mắt lộ ra một tia bờ mịt nói ta cũng không biết những thứ này giống như một mực liên tồn tại ở trong đầu của ta tự nhiên là biết à khương tư nam nhẹ gật đầu xem ra trên người nhi tử tiện nghi này của mình có rất nhiều bí mật bất quá đã là con của mình khương tư nam cũng không đa tưởng cái gì hôm nay thánh tử bị chém giết bát linh hoàng thất kinh bị thần oa khắc chế gắt cao thiên bình đã triệt để khuynh hướng về một phương đại la thiên tông rồi. Khi nhãn quang đạm mạc của Khương tương Nam bắn phá tứ phương, cuối cùng rơi vào trên người ngũ đạo tông cùng trọng thị trận vương. Hai người bọn họ cùng với tất cả mọi người ngũ hành thánh tông đều biến sắc, tâm cũng từng điểm từng điểm trầm xuống. Bọn hắn đều biết, hôm nay song phương thế như nước với lửa, chính là sinh tử đại địch, căn bản không phải dễ dàng hóa giải như vậy. Chỉ có một phương tử vong mới tính toán chấm dứt nhưng mà hôm nay thánh tử tử vong bản thân Bát linh hoàng khó bảo toàn chỗ dựa của bọn hắn triệt để không còn đối mặt với đám người dịch thiên cơ nhìn chăm chăm bọn hắn còn có khả năng đặt bàn sao ánh mắt của khương tư nam lạnh như băng đối với những người ngũ hành thánh tông này tất nhiên là không thể buông tha thời điểm hắn đang muốn hạ lệnh trù sát đám người ngũ hành thánh tông lại có biến hóa xuất hiện rầm râm, râm trên hư không thần quang mênh mông chiếu rọi tứ phương phảng phất như một vòng mặt trời xuất hiện ở trong hư không tàn mắt ra hào quang nóng vòng vô tận hư không bị xé nứt từ trong đó phóng ra hai thân ảnh khí tức khủng bố đó là hai đại hán dáng người khôi ngô mặc áo giáp màu đen huyết khí toàn thân cuồn cuộn phảng phất như thiêu đốt lượn lờ lấy ánh lửa vô tận lưng vác hai thành trọng kiếm khuôn mặt cương nghị nhãn quang lạnh thấu xương toàn thân tàn phát ra sát phạt chỉ khí, tựa như hai chiến thần. Hai người bọn họ cứ như vậy xuất hiện ở trong hư không, thiên địa rầm rầm run rẩy, khí tức khủng bố mà áp lực, để cho tất cả mọi người ở phía dưới cảm giác được nội tâm sợ run, sắc mặt tái nhợt. Một đại hán áo giáp màu đen, tay cầm một đạo hào quang huyết sắc mở mịt lấy xích hà, trong đó phảng phất như là một bảo vật hình khối bia giờ phút này tản ra hào quang rừng rực, ong ong chiến minh. Chính là chỗ này. Một đại hán thanh như đôi chấn, hơn nữa thành âm có chút kích động. Một đại hán áo đen khác, còn mặt cũng sáng ngời, con người tràn ngập thiết huyết chỉ khí nhìn quét mọi người, học ra thành âm như tiếng sấm cuồn cuộn. Trong số các người, ai họ khương? Ai họ khương à? Tất cả mọi người sững sờ. Thật không ngờ hai cường giả khủng bố mới tới kia dĩ nhiên là muốn tìm một người mang họ Khương. Trong nháy mắt, trong lòng mọi người khẽ động, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Khương Tư Nam. Tại đây chỉ có Khương Tư Nam họ Khương, chẳng lẽ hai cường giả kia tới tìm Khương Tư Nam sao? Mà ngay cả Khương Tư Nam cũng hơi sững sờ, cảm giác cũng có chút không hiểu thấu. Hai đại hán áo màu đen này phát ra khí tức mạnh như vậy, cường đại hơn cả cầu linh hoàng gấp trăm lần, quả thực có thể hủy thiên diệt địa chính là hai nhân vật tuyệt thế. Khương Tư Nam thậm chí cảm giác được, chỉ cần hai cường giả này nguyện ý, thì tùy tùy tiện tiện có thể lần đổ sát tất cả mọi người ở đây không còn một mảnh. Nhân vật tuyệt thế còn cường đại hơn hoàng giả, chẳng lẽ hai người này là trí tôn sao? Khương Tư Nam nghĩ tới đây, trong lòng cũng run rẩy kịch liệt hẳn lên. Ta hỏi các người, ai họ Khương? Các người đều không nói gì ra sao? Đại hắn áo đèn nhíu mày một cái trong ánh mắt bắn ra thần mang khủng bố thanh âm càng cao phút Lời âm cuồn cuộn chấn động ra để cho một ít cường giả dưới vương thiên cảnh như bị xét đánh nguyên thần run lên ánh mắt của trọng lê trận vương sáng ngời Phẳng phất như nghĩ tới một loại khả năng vội vàng cung kính đi tới thì lễ với hai đại hán áo giáp màu đen một cái cùng thành nói hai vị tiền bối là từ thái sơ đại thế giới đến sao đúng thế đại hàn áo sáp đen nạm mạc nói trong nội tâm của trọng lệ trận vương chấn động tâm nghĩ quả là thế ánh mắt nhìn về phía Khương tư nam lộ ra tia sát cơ sau đó lại tiếp tục nói chẳng lẽ hai vị tiền bối đi theo đạo ân ký kiềm và đến là muốn báo thù cho thánh tử đại nhân sao phản bối biết rõ người sát hại thánh tử là ai chính là hắn khương tư nam trọng đây trận vương chỉ về phía khương tư nam trên mặt lại mang theo sát cơ dữ tợn ở ờ, hắn xem ra, hai cường giả tuyệt thế sẽ rách không gian tới kia. Nếu đến từ thái sư đại thế giới, nhất định là đại nhân vật sau lưng thánh tử. Hôm nay thánh tử bị giết, bọn hắn phúng hoảng sợ khó nhịn, cho rằng kế tiếp cường từ nam sẽ về quét bọn hắn. Hai cường giả tuyệt thế kia lại xuất hiện, lập tức để cho trọng thể trận vương thấy được hy vọng. Cường giả khủng bố như thế, chỉ sợ một cái tát Đã có thể chụp chết cường từ nam mà. Cái gì? thân sắc của bọn người dịch thiên cư kìm mình trầm xuống. nếu thật như vậy, thì cương tương nam sẽ rất nguy hiểm. hai cương giả tuyệt thế kia quá kinh khủng. loại khí thức thiết huyết sát phạt kia nhất định là từ trong sinh tử rèn luyện ra. nhân vật như vậy căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. hoàng giả đỉnh cấp chỉ kém nửa bước là có thể bước vào trí tôn. căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. thành âm của Kim mình rất nghiêm trọng hắn chậm rãi nói với Khương từ Nam. Thiếu chủ, một hồi để ta ở lại cản bọn hắn, người chạy khỏi chỗ này đi. Ta tin tưởng chỉ cần cho thiếu chủ thời gian, trừ thiên phản giới này căn bản không cách nào ngăn trở bước chân của thiếu chủ. Tiền giới mềm mông mới là sân khấu chính thức của ngài. Nghe được Kim Bình nói, trong lòng Khương Tư Nam cũng tuôn ra một dòng nước ấm cảm động. Hắn thật không ngờ Kim Bình sẽ điều thế. Dù sao tuy Kim Bình là hoàng kim trí tôn, nhưng hôm nay đoạt giá cũng không quá đáng vừa đạt đến vương giả đỉnh cấp căn bản không thể nào là đối thủ của hai đại hán áo giáp màu đen giờ khác này cương từ nam mới xem như chính thức buông xuống phòng bị với kim minh tiếp nhận hắn từ nam vì hoàng kim phương này nói đúng liều được nuôi xanh không sợ không có cùi đốt vì sự tin tưởng trần cường giới nho nhỏ chỉ là khởi điểm của người là đợi lát đưa vì sự thanh ngươi ngăn lại hai cường giả tuyệt thế kia Dịch thiên cơ chậm rãi nói Trong ánh mắt có một đạo phòng mang khủng bố Năm người phong thiên quân Lòng ngừng tuyết Dịch phi nhao nhao đi lên khuyên cương tư nam rời đi Bọn hắn đều đã tin tưởng Cương giả đến từ thái sở đại thế giới Nhất định là vị thánh tử thần bí kiêm bà đến Chỉ là ai cũng không gửi tới Bọn hắn đến nhanh như vậy Muốn trốn à <laughs> Ở trước mặt hai vị đại nhân Cương tư nam trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi thực thời thì liền ngoan ngoãn quy xuống dập đầu nhận tội. Có lẽ hai vị đại nhân còn có thể cho người thống khoái chết. Trong thầy Trần Phương cười ha ha, trong mắt tràn đầy sát cơ, cực kỳ can rỡ nói. Nhưng mà mắt linh hoàng lại hơi có chút nghi hoặc. Tuy hai đại hắn áo giáp màu đen kia rất cường đại, để cho bọn hắn không dám sinh ra bất luận ý niệm chống cự gì. Nhưng mà bọn hắn căn bản không biết lai lịch của hai đại hắn áo giáp màu đen. Người gọi là Khương Tư Nam à? Thân sắc của đại hán áo giáp màu đen, đạm mạc vô cùng. Còn người đóng mở tầm đó, có tên mang lập lè. Hắn lại nhìn về một phía. Khương Tư Nam đang đứng. Lập tức có một cỗ sát khí thiết huyết bắn về phía Khương Tư Nam. Đúng vậy, các người là người phương nào? Thân sắc của Khương Tư Nam bình tĩnh, không biết vì sao. Bản thân của hắn lại không có cảm giác được bất luận địch ý gì ở trên người hai đại hán áo giáp màu đen kia. Ngược lại có một loại cảm giác rất thân thiết để cho hắn cực kỳ nghi hoặc. Vừa lúc đó, Thuần Dương ngọc Hoàng Quyết Bia ở trong thức hải của Khương Tư Nam, vậy mà lại run rẩy kịch liệt lên, bộc lên từng đạo gợn sóng huyết sắc, mang theo chấn động cực kỳ hưng phấn. Từ trong vi tâm của Khương Tư Nam hiện hóa ra, hóa thành một đạo huyết sắc văn bi, viết trên lưu động lấy vầng sáng thần bí phảng phất như trình bày trừ thiền huyền bí. Mà cùng lúc đó, trong tay đại hán áo sát màu đen, cũng đồng dạng có một huyết bì tương tự, tỏa ánh hào quang, lơ lửng trong hư không, cổ xưa mà thần bí. Con <laughs> mắt của hai đại hán áo sáp màu đen sáng ngời nhìn nhau, bộc phát ra một thanh âm vô cùng thoải mái, chấn động cả thương khung. Chúng ta tìm mười mấy thế giới, rốt cuộc tìm được rồi. Ha ha ha, hữu khương tộc ta. Giờ phút này đại hán áo giáp màu đen lộ ra thần sắc kích động, phát ra khí thức khủng bố, quấy cho hư không bốn phương, để cho tất cả mọi người khí huyết viên cồn theo. Khương tộc sao? Trong nội tâm của Khương tương Nam trùng mạnh, nhìn tuần dương ngọc hoàng huyết bia trước mắt, còn có huyết bia tương tự đối diện, giống như trong nhánh mắt đã minh bạch cho điều gì. Hai vị tiền bối, đã Khương Tư Nam này giết thánh tử, kinh xin tiền bối ra tay, lập tức trụ sát hắn. Trong đây Trận Phương không biết vì sao hai đại han áo giáp màu đen sẽ cười ha hả. Trong nội tâm bơ hồ có một loại cảm giác không ổn nhưng vẫn căng trăng tiên lên nói. Ba! Một đại hán áo giáp màu đen ánh mắt lóe lên. Đột nhiên vật phát ra sát khí ngập trời quất lên một cái tát khi thế núi thở hải khiếu cuồn cuộn Trong đây trận phương kêu thảm một tiếng nửa bên mặt bị đánh nát rầm rầm đập vào trên núi xa xa khương từ nam Ta gọi Khương Thiên Tuyệt, hắn là đệ đệ của ta Khương Địa Diệt. Đại hán áo đen nhìn Khương Tư Nam chậm rãi nói. Ánh mắt sáng ngời mà kích động, có một loại cảm xúc đặc thù tràn ngập. Cảm giác huyết mạch tương tiên quen thuộc sông lên đầu. Nhìn hai tấm bia huyết sắc quấn quanh ở trong hư không. Khương Tư Nam không còn có bất luận nghi hoặc gì. Hít sầm một hơi, nhìn hai đại hán áo sắc màu đen hành lễ tử tôn Khương Thị Khương Tư Nam bái kiến hai vị. Khương Tư Nam bỗng nhìn có chút ngây ngẩn cả người. Không biết nên xưng hô Khương Thiên Tuyệt cùng Khương Địa Diệt như thế nào. <laughs> không cần cách khí, ngươi là hậu bối của lão gia hỏa Khương Tây Hương kia. Lại nói tiếp ngàn năm trước, chúng ta cùng lão Sa hỏa kia đều là nhân vật đồng lứa. Trong lúc này cũng không biết cách bao nhiêu đời, ngươi tùy tiện xưng hô là được thân hình của khương thiên tuyệt cùng khương địa diệt đều ré lên xuất hiện ở trước người khương tư nam trùng trùng điệp điệp nện nền ngực của hắn bột quyền phát ra tiếng vang nặng nề khá lắm không hồ là tử tôn của khương gia tả lực lượng thân thể này so với chúng ta cũng không kém cả bao nhiêu rồi con mắt của thiên tuyệt địa diệt đều sáng ngời, lộ ra một tia thỏa mãn cùng sợ hãi thán phục Khóe miệng của khương tư nam lộ ra nụ cười khổ không ngờ tới hai đại hán thoạt nhìn không lớn này lại là nhân vật đồng lứa với khương thái hư vậy chính là đồng lứa của lão tổ nhà mình rồi bài kiến hai vị lão tổ ạ à? khương tư nam cái cười nói được 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 thiên tuyệt cùng điện diệt đều cao hứng giờ phút này đâu còn có sát phạt chi khí như vừa rồi như hai hài tử kích động không thôi trong nháy mắt chuyển đổi tất cả mọi người hóa đá rồi ai cũng không nghĩ tới vốn tưởng rằng đã thế lực sau lưng thánh tử muốn tới đuổi giết khương tư nam nhưng mà trong nháy mắt liền bên thành khảo tổ của khương tư nam hả đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra bọn họ đều biết khương tư nam là người của trần cường giới mà hai cường giả tuyệt thế kia đến từ thái sở đại thế giới cả hai tầm đó sao sẽ nhắc lên quan hệ chứ biến hoa như thế làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp năm người kim minh dịch thiên cơ thở dài một hơi trong ánh mắt lộ ra vẻ nhẹ nhàng như vậy chẳng những khương từ nam không có nguy hiểm gì ngược lại còn nhiều thêm hai đại cường viện trái lại người một vương ngũ hành thánh tông phảng phất như từ thiên đường lọt vào địa ngục vương nghĩ tới sự tình kế tiếp phải đối mặt sang mặt tất cả mọi người trắng bệch trong thế trận vương từ trong ngọn núi vỡ vụn vọt lên trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng dữ tợn cùng khó có thể tin thậm chí còn kèm theo một tia hoảng sợ không che giấu được hắn biết rõ lúc này đây chỉ sợ sóng hết rồi chúng ta đi bát linh hoàng còn lại vừa nhìn thấy khương thiên tuyệt khương địa diệt cùng khương tư nam quen nhau đã biết rõ đại sự không ổn giờ phút này không cần suy nghĩ muốn xé rách không gian chạy khỏi nơi này đôi mặt hai cường giả tuyệt thế bọn hắn căn bản không có bất luận ý niệm chống lại trong đầu. Bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không tám người đều sẽ nằm lại chỗ này mất. Ta đã cho các người đi rồi sao? Khương Thiên Tuyệt phát hiện hành động của bát linh hoàng. Nụ cười ôn hòa lập tức thủ điểm. Lại trở nên thiết huyết lạnh lùng. Chỉ thấy hắn ở trong hư không đột nhiên dậm chân. Oanh! Một tia ánh sáng khủng bố dùng Khương Thiên Tuyệt làm trung tâm lập tức phóng xạ tứ phương hư không chấn động như tâm gương vỡ ra thần mang khủng bố quét ngang hư không tân ảnh của bát linh hoàng đã ẩn vào trong hư không tất cả đều bị quăng ra cả đám không ngừng ho ra máu trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ rồi bọn hắn cũng không nghĩ tới khương thiên tuyệt tại cường đại như vậy để cho tám người bọn hắn không có chút lực lượng trở tay từ nam người ý định xử trí bọn hắn như thế nào Khương Điện Diệt lên tiếng hỏi. Hai người bọn họ đã hiểu được tình huống nơi đây. Biết rõ bát tình hoàng kia đều là nhân vật ở thái sở đại thế giới. Phiền toái hai vị lão tổ hỏi rõ ràng lai lịch của bọn hắn, trực tiếp giết đi là được. Khương Tư Nam chậm rãi đáp. Bát Linh Hoàng nghe vậy sắc mặt đều trắng bệch, không có một tiểu huyết sắc. Bát Linh Hoàng điên cuồng thét lên nói: Khương Tư Nam, người dám giết chúng ta, Thái Nhất Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thánh tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tất cả mọi người các ngươi muốn chết hả? Khương từ nằm căn bản, không có để ý tới thanh âm của bọn hắn. Khương điện diệt phong lên trời, thần quang sáng chói bao phủ thứ vương. Đạo đạo hỏa diễm như từng viên mặt trời kim sắc, tàn mát ra khí thức khủng bố. Một mình Khương điện diệt liền ngăn cản bắt linh hoàng. Râm râm trong hư không thần quang mênh mông nổ tung. Nương theo thanh âm cào thét, kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ truyền đến. Đến cuối cùng, thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, sau đó im bặt mà dừng. Chỉ là một lát, hư không dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thân ảnh của bát linh hoàng triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Cường điên diệt từ trong hư không cất bước đi xuống. Trong nội tâm tất cả mọi người run rẩy nhất là ngụ đạo tông cùng trong đại trần vương trong ánh mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng đây chính là tám cường giả hoàng đạo vậy mà ở một tát tầm đó đều đã bị cường địa diệt tiêu diệt cường địa diệt kia nên mạnh như thế nào lại càng không cần phải nói còn có cường thiên tuyệt chưa ra tay từ nam cựu linh hoàng này đều là trưởng lão của thái nhất môn ở thái sơ đại thế giới tới đây là vì bảo hộ thánh tử nhưng mà thánh tử lai lịch ra sao cũng rất thần bí. Coi như là bọn hắn cũng không có biết rõ. Khương Tiên Diệt nói một ít tin tức lấy được cho Khương Tư Nam. Thần sắc của Khương Tư Nam hơi động một chút. Thái Nhất Môn ở thay sở đại thế giới sao? Trong lòng của hắn âm thầm ghi nhớ. Thiếu chủ, sự đi người ngũ hành thánh tông như thế nào đây? Kim Minh cũng đi tới hỏi. Trong ánh mắt của hắn cũng có một tiệt chấn kinh coi như là hắn cũng không cởi tới. Khương Tư Nam sẽ có lại lịch lớn như thế. Coi như là ở Thái sở đại thế giới, Khương Thiên Tuyệt cùng Khương Thiên Diệt cũng là một vương cường giả. Có thể thấy được Khương tộc của thiếu chủ cũng nhất định là một thế lực lớn. Nghe được Kim Minh nói vậy, sắc mặt của trọng lệ trận vương cùng ngũ đạo tông cứng đầu Vận mệnh của bọn hắn đều nắm giữ ở trong tay của Khương Tư Nam sao? tất cả mọi người nhìn về phía Khương Tư Nam. Trong lòng năm người của Hành Thánh Tông đều kinh hoàng, đồng thời lại không ngừng run rẩy cùng sợ hãi. Vốn là nhân vật như con sâu cái kiến trong mắt bọn hắn, đã trưởng thành đến cảnh giới như thế, hơn nữa có thể quyết định sinh tử của đám người Ngũ Hành Thánh Tông. Giờ phút này, Ngũ Đạo Tông cũng nhìn không được, chỉ phải kiên trì đi ra, nhìn Khương Tư Nam chắp tay nói: "Khương Tư Nam, trước kia ngũ hành thánh tông ta có chỗ đắc tội Mọi người có thể buông tha ngũ hành thánh tông chúng ta trong nội tâm của ngũ đạo tông vô cùng biệt khuất nhưng mà giờ phút này lại không thể không chịu thua Thân sắc của ngũ đạo tông rất thành khẩn nhìn khương tư nam nói ta biết rõ trước kia là chúng ta không đúng ta cùng trọng đây trần vương còn có để nhất thánh tình nguyện tự sát chỉ cầu xin người có thể buông tha chúng để từng ngũ hành thánh tông bọn họ là những người vô tội. Khương Tư Nam nhàn nhạt liếc nhìn bọn hắn, chậm rãi nói. Ta không quen nhìn các người đứng nói chuyện, đã là muốn cầu xin, vậy thì có nên chút tỏ vẻ ra hay không? Sắc mặt của ngũ đạo tông trong lệ trận phương cùng đệ nhất thánh trở nên rất khó coi. Khương Tư Nam nói như vậy, ý tứ không phải là muốn bọn hắn quỷ xuống hay sao? Nhưng nhìn tình thế hôm nay, lại không thể không quỳ rồi. Tốt, Ngô Đạo Tông cắn trong một cái, bay thẳng đến trước mặt Khương Tư Nam, trùng trùng điệp điệp quỷ xuống nói. Khương Tiếp Hiệp, khẩn công gây đại nhân có đại được, buồn thả trong cố hành thánh tông chúng ta. Con mắt của đám người cố hành thánh tông lập tức đỏ lên, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy cừu hận thấu xương. Khương Tư Nam, người không nên khinh người quá đáng. Trọng đại trận vương điên cuồng thét lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận nếu có khả năng, hắn hẳn không thể lập tức ăn sống nuốt tươi Khương Tư Nam. Ta khinh người quá đáng sao? Khoai miệng của Khương Tư Nam lộ ra một dáng tươi cười trào phúng. Thành ngầm lạnh lùng nói. Mười mấy năm về trước, các người một tay chế tạo đại đại trí kiếp. Thời điểm bức đại sư huynh của ta đi, tại sao không nói khinh người quá đáng chứ? Thời điểm cô hành thánh tổng các người, một lần lại một lần truy sát ta. Tại sao không nói khi người quá đáng đi? Người đường đường là trọng đề trận vương, để không muốn ra mặt, vô sỉ đánh đánh ta. Tại sao không nói khi người quá đáng đi? Thời điểm ngô hành thánh tông, người cuồng vọng bá đạo, tổ chức vạn tiền điền minh đại hội, sừng bá thiên hạ. Tại sao lại không nói khi người quá đáng đi? Cường từ nằm một bước, một câu, thành ngầm cào vút, để cho đám người ngô hành thánh tông ở đối diện, thân xác càng thêm khó coi. Những sự tình này, bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào phản bác. Các người nói ta kinh người quá đáng, bật quá, để bởi vì hôm nay ta mạnh hơn các người. Các người không thể không cúi đầu mà thôi. Tù trần giới thực lực vì tồn, hôm nay ta nắm giữ tánh mạng của các ngươi. coi như ta lấn ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Thanh âm của Khương Tư Nam cuộn cuộn như sấm, truyền vào trong tay mỗi người để cho sắc mặt của trọng đầy trần vương càng thêm khó nhìn hơn kim minh kim minh nghe được cương tư nam nói lập tức tiến lên khom gửi đáp thiếu chủ ngũ hành thánh tông huyết mà tông nhân nguyệt thần giáo thông thiên cảnh trở lên một tên cũng không kêu lại dưới thông thiên cảnh toàn bộ đuổi đi từ hôm nay trần cường giới không còn phát đại tông môn này nữa nghe được thanh âm của cương tư nam không trước một tia cảm tình nói ra Tất cả mọi người đều biến sắc, nhất là cường giả của bà đại tổng môn đều mặt xám như tro Vâng. Trong ánh mắt của Kim Bình, lộ trong một tia sát cơ lạnh thốc xương, cùng đông người dịch thiên cơ nhìn nhau nhẹ gật đầu, vây công về phía bà đại tổng môn. Khương Tư Nam, người không giữ lời hứa, ăn gặp thiên khiển. Ngũ đạo tông điên cuồng thét lên, nhưng mà rất nhanh, đã bị thần quang vô tận bao phủ trên ngô hành thánh tông lần đến nhắc lên đại chiến kinh thiên có kim minh hai vị lão tổ hoàng kim tộc tổng cộng ba chiến được hoàng giả khủng bố áp trận cộng thêm vương giả hoàng kim tộc hạc bảo nhân xuất lĩnh ám ma tộc khôi lỗi vương giả của mấy đại tông môn đại đa thiên tông tạo thành ưu thế áp đảo với ba đại tông môn kia một trận chiến này đã không có bất luận lo lắng gì mà giờ khắc này cường tư nam thì cùng hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt đi tới trên một ngọn núi xa xa hai vị đạo tổ khương tộc ta ở đại thiên thế giới rốt cuộc là hạng tồn tại gì ngàn năm về trước lại xảy ra chuyện gì khương tư nam nhìn hai người hỏi nghi hoặc lớn nhất trong lòng của mình khương thiên tuyệt cùng khương địa diệt nhìn nhau trong ánh mắt đều có một tia cảm khái trầm ngâm thật lâu cuối cùng khương thiên tuyệt chậm rãi nói từ nam vừa rồi ta xem thuần dương huyết bia bị cường thái hư bày ra phong ấn hôm nay tu vi của ngươi đột phá đến vương thiên cảnh cũng đạt tới điều kiện phá giải phong ấn ta tin tưởng rằng rất nhiều chuyện hắn đều lưu ở trong đó người phá vỡ phong ấn sẽ biết đáp án người cần thôi thuần dương huyết bia sao trong nội tâm của cường tư nam hơi động một chút theo lực lượng huyết mạch cùng lực lượng thần hồn bàng bạc tràn vào trong huyết bia một đạo phong ấn bị phá vỡ. Một tin tức mênh mông dũng mãnh tràn vào trong đầu của hắn. Thái sơ cực Tây, thiên đế thần Sơn, Khương tộc là một trong bát đại cổ tộc. Tin tức mà Khương Thái Hư để lại trong thần dương huyết bia, chậm rãi bị Khương Tư Nam tiêu hóa cùng hấp thu. Thật lâu sau đó, Khương Tư Nam mở mắt, trong ánh mắt hiện lên một tiệt chấn kinh. Xác thực thiên tuyệt lão tổ nói, trong thuần dương huyết bia có lai lịch của khương tộc có nguyên nhân vì sao ngàn năm về trước khương thái hư xuất lĩnh tộc nhân đến cản nguyên vực này trước kia tuy khương tư nam ở trong đại hoàng tháp gặp được khương thái hư đã được biết một ít tin tức nhưng lại xa xa không có ghi lại kỹ càng ở trong thuần dương huyết bia kia thái sơ đại thế giới vô cùng mênh mông bát ngát có tất cả năm đại lục rộng lớn mỗi một đại lục đều vượt qua chân cương giới mấy ngàn lần cường giả tranh phong, vạn tộc mọc lên sàn sát như rừng. Đó là một địa phương rộng lớn mạnh mẽ, rầm rầm sóng dậy. Trong đó, ở Tây Cực Châu, có một tòa thiên đế sơn, chính là một trong các thánh địa của Tây Cực Châu. Có tất cả bát đại gia tộc. Thiên đế vị do bát đại gia tộc thay phiền khốc chế. Coi như là ở toàn bộ thái dơ đại thế giới, thiên đế sơn cũng là thế lực cấp cao nhất. Khương tộc là một trong tám đại gia tộc khống chế thánh dương chi thành trấn thủ một vương đại thế giới mênh mông chinh chiến với vô số dị tộc vô cùng cường đại nhưng mà ở một ngàn năm trước thiên đế của khương tộc vũ hóa phi thăng thời điểm bắt đại gia tộc tranh đoạt một lần thiên thế vị mới khương tộc bị hai đại gia tộc khác hãm hại cạnh tranh thất bại mà ngay cả lúc ấy tiền tài kinh tài tuyệt diễm nhất khương tộc có khả năng đạt được thiên đế vị khương thái hư cũng bị cường giả thần bí đánh đén trọng thường khó qua. Đoạn thời gian kia là thời điểm cường tộc gian nan nhất. Vì bảo tồn huyết mạch cường tộc mới không thể không phân ra một bộ phận tộc nhân hạch tâm tiến về tất cả tiểu thế giới rồi mai danh ẩn tích. Chỉ đằng ngàn năm đã qua, tộc nhân mấy mạch khác đều đã trở về tổ địa. Chỉ có khương thái hư nhất mạch lại biến mất hơn một ngàn năm. Khương tộc khổ tìm thật lâu, nhưng cũng không có tin tức. Lúc này đây, bởi vì Khương Tư Nam mở ra thuần dương ngọc hoàng huyết bia phong ấn, xúc động lực lượng huyết mạch mới có thể bị Khương Tộc nhận biết được phải hai người thiên diệt đến tìm kiếm. Khương gia cửu mạch sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam khiếp sợ, thì ra Khương Thái Hư nhất mạch chỉ là một trong Khương gia cửu mạch trường quan thuần dương ngọc hoàng kinh. Khương gia chín mạch theo thứ tự là chân dương, thiếu dương, thái dương, dương thuần dương, ngọc dương, côn dương liệt dương cương dương huyền dương phân biệt tu luyện chân kinh của mạch mình như là cương tư nam tu luyện chính đại thuần dương Ngọc hoàng kinh mà hai vị lão tổ thiên diệt địa tuyệt là thiếu dương nhất mạch tu luyện thiếu dương ngọc hoàng kinh trên đại ngọc hoàng chân kinh hợp nhất là tiên kinh trấn tộc của cương tộc cửu dương bất diệt ngọc hoàng kinh chính là hơn một vạn năm trước tuyệt thế thiên tài mạnh nhất trong lịch sử cương tộc cường ngọc hoàng sáng chế tu luyện tích cực hạn, coi như là ở tiên giới cũng là một phương cử đầu. Chỉ là năm đó, lúc Khương Thái Hư rời đi, mang theo thuần Sơn ngọc hoàng huyết bia. Bởi vì cấu dương nhất mạch, duy chỉ có thiếu huyết thuần dương nhất mạch, làm cho ngàn năm qua, Khương Tộc không còn xuất hiện một vị vũ hóa phi thăng xuống dốc nhanh chóng. Trong nội tâm của Khương Tư Nam hơi có chút trầm trọng, thì ra tình hình của Khương Tộc lại ác liệt như thế thiên đế sơn bắt lại gia tộc cũng không phải thùng sắt dĩ nhiên là sẽ có đấu tranh tuy nói thời điểm đối mặt kẻ thù bên ngoài sẽ nhất trí đối ngoại nhưng mà không có nghĩa là bắt lại gia tộc sẽ không có bài hoại tồn tại hai vị lão tổ hôm nay tình thế của khương tộc chúng ta như thế nào khương tư nam trầm ngâm thật lâu cuối cùng chậm rãi nói loạn trong giặc ngoài khương thiên tuyệt cùng khương Điện diệt nhìn nhau trong ánh mắt lộ ra một tiếng gương trọng, chậm rãi học ra bốn chữ. Nỗi lo, người cũng thấy rồi. Năm đó, hai đại gia tộc nhằm vào chúng ta hôm nay cực kỳ được cường thịnh. Tuy nói ngàn năm trước điền thủ nhằm vào cương tộc ta, nhưng mà hơn 900 năm trước cạnh tranh thiên đế vị, bọn hắn cũng không có thành công. Mà những năm gần đây, hai đại gia tộc này càng thêm cường thịnh. Gần với gia tộc thiên đế hôm nay nhất, chỉ sợ lần cạnh tranh thiên đế tiếp theo bọn hắn sẽ trèo đến đỉnh trở thành thiên đế rồi trong ánh mắt của khương thiên tuyệt lộ ra một tia sầu lo nếu để hai đại gia tộc kia trèo lên đỉnh khống chế toàn bộ thiên đế sơn chỉ sợ khương tộc chúng ta sẽ bị đá ra khỏi thiên đế sơn thôi mà họa ngoại xâm dĩ nhiên là chỉ những dị tộc kia hơn một vạn năm trước dị tộc xâm lấn thái sơ đại thế giới lúc ấy bạo phát đại chiến thảm thiệt tuy nói về sau dần dần dẹp loạn nhưng mà những năm gần đây, dị tộc lại bắt đầu trục dịch. thiên Đế Sơn ở vào Tây Cực Châu chính là tiền tuyến ngăn cản dị tộc. Ba đại gia tộc đều có một tòa thiên tri thành phụ trách trấn thủ một phương, chống cự dị tộc. Những năm này, đệ tử Khương tộc ta cũng đã tử thương thảm trọng. Khương Điện Diệt bổ sùng nói, trong ánh mắt có một tia thống khổ. Tình thế của Khương tộc đã đến tình trạng nghiêm trọng như thế sao? trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động. Thật không ngờ hôm nay, tuy Khương tộc thân đợt định phong, nhưng lại tứ bể thọ địch. <laughs> Trước khi thời điểm Khương tộc ta cường thịnh, thật đại gia tộc khác đều cúi đầu xưng thần. Ở đâu có phần bọn hắn nhắm vào Khương tộc ta? Nhất là thời điểm Khương Ngọc Hoàng lão tổ con trên đời, Khương tộc ta là chủ của thiền đế sườn đấy. Trong ánh mắt của Khương Thiên Tuyệt bắn trong một đạo phong mang lợi hại, hắn hít sâu một hơi, nhìn Khương Tư Nam cười đói chẳng qua hiện nay đã tìm được Khương thái hư nhất mạch tìm được thuần xương ngọc hoàng huyết bia từ nay về sau cửu dương bắt diệt ngọc hoàng kinh đã hiện thế khương tộc ta đã sắp quật khởi lần nữa cái này thật sự là thiên hữu khương tộc ta đúng như vậy tư nam việc này không nên chậm trễ bây giờ người điền theo chúng ta phản hồi thiên đế sơn thấy thế nào khương Đền diệt khẽ cười nói cũng có chút kích động rồi đi thay sợ đại thế giới sao ánh mắt của khương tư nam lóe lên nhìn thiên diệt địa tuyệt mà nói. Hai vị lão tổ, thái sự đại thế giới ta nhất định sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Trần cường giới còn có một số việc chưa xử lý xong. Ở nữa quan trọng nhất là ta còn muốn về nhà một chuyến. Về nhà sao? Thiên tuyệt cùng địa diệt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra một tiếng nghi hoặc. Đúng vậy hai vị lão tổ. Năm đó cường thái hư lão tổ dẫn đầu thuần dương nhất mạch ẩn cư ở càn quyên vực. Ở đó có mấy vạn tộc nhân cương gia Bên trong còn có đám người gia gia của ta Khương Tư Nam khẽ cười nói Giới thiệu tình huống cản nguyên vực Đại khái thoáng bột ven Cái gì? Hai vị lão tổ thiên tuyệt cùng tiện diệt nhìn nhau Đều chứng kiến vẻ khiếp sợ Trong ánh mắt của mình Người nói thuần dương nhất mạch đã sinh sôi nảy nở mấy chục vạn người. Cái này, điều này sao có thể? Đừng nói một ngàn năm, coi như là một vạn năm cũng không có nhiều người như vậy. Khương tộc ta vốn sinh dục khó khăn, chẳng lẽ là căn nguyên vực này có gì bất đồng sao? Thanh âm của Khương Thiên Tuyệt có chút phát run, có thể thấy được chuyện này trùng kích hắn tới như thế nào. Hai vị lão tổ, mấy chục vạn người không phải rất bình thường sao? Đã ngàn năm qua đi rồi, từ Khương Thái Hư lão tổ bắt đầu, đến thế hệ của ta, ta đã đời thứ 36, có cái gì mà không ổn chứ? Khương Tư Nam hơi có chút nghi ngờ nói khương thiên tuyệt hít dông bột hơi đè xuống kích động cùng khiếp sợ trong lòng chậm rãi nói từ nam có lẽ người không biết thiên đế sơn bắt đại gia tộc ta đều là cường giả đại năng ở thượng cổ lưu đại huyết mạch có thể nói giống như thần thú nhất tộc đều có được thượng cổ huyết mạch tôn quý tự như khương tộc ta truyền thừa cửu dương huyết mạch cùng với trí dương thân thể tu luyện trí dương thần thông tốc độ tu luyện cực nhanh hơn nữa chiến lược rất mạnh nhưng mà thượng cổ huyết mạch truyền thừa đến nay, sinh dục lại cực kỳ khó khăn. Có đôi khi trăm năm cũng có truyền thừa một đời. Người không biết sao? Một ngàn năm qua, Khương tộc ta bất quá sinh rồi nảy nở năm sáu thế hệ. Người của mỗi một đời đều rất ít. Khương tộc ta từ thời kỳ thượng cổ sinh rồi nảy nở đến nay, tổng nhân số cũng không quá đáng là mấy chục vạn người. Khương địa diệt thở dài một hơi nói tiếp. Cái này là công cùng siềng xích của thượng cổ huyết mạch giống như thần thú nhất tộc. Tuy lấy được thiên phú vô cùng cường đại, nhưng lại mất đi năng lực sinh dục cường đại như người bình thường. Cái này chỉ sợ là lực lượng cần đối của thiên đạo thôi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, thi thao lầm bập. Khương Tộc Tạc dĩ nhiên là thượng cổ huyết mạch sao? Một ngàn năm thời gian chỉ là sinh sôi nảy nở, nằm sáu thế hệ, xác thực là quá ít. Khương tộc sừng sững ở tay sở đại thế giới trăm ngàn vạn năm, vậy mà chỉ có mấy chục vạn người như thế tính toán ra Càng nguyên vực càng ngàn năm nay liền sinh sôi này nở mấy chục vạn đệ tử khương tộc xác thực là quá kinh nhân rồi chẳng lẽ là càn nguyên vực thật có cái gì bất động có thể đánh vỡ không cùng xiềng xích của thượng cổ huyết mạch sao nếu thật như vậy vấn đề sinh dục của khương tộc đạt được giải quyết như vậy người khương tộc thiền phú khủng bố coi như là quét ngang toàn bộ thế giới lại có bao nhiêu khó khăn chứ trách không được hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt nghe nói cản nguyên vực sinh sôi này nở mấy chục vạn người cường tộc sẽ khiếp sợ cục kích động tinh như thế ha 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 từ nam không cần vội về thái sơ đại thế giới chúng ta đi cản nguyên vực nhìn xem trước chỗ đó đến cùng có thần diệu gì lại có thể giải quyết gồng cùng xưởng xích huyết mạch của khương tộc ta hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt giờ phút này cũng không vội quay về thái sơ đại thế giới đều cười hai ha, ha muốn đi cản nguyên vực một lần. Hai vị lão tổ yên tâm, đợi sự tình đời này kết thúc, chúng ta trở về càn nguyên vực. Khương Tư Nam mỉm cười nói, trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra một tia trở mong. Đã đi ra gần 5 năm, không biết hôm nay càn nguyên vực là cái dạng gì nữa. Còn có đám người ra xa, ra, đại bá, đại ca, hôm nay có khỏe không? Phụ thần mẫu thân giống như muốn tỉnh dậy rồi. Vừa lúc đó, thanh âm trong vắt của thần oa vang lên, Khương Tư Nam lập tức tinh thần chấn động. Đừng Khương Tư Nam bố trí xuống trận pháp cường đại thủ hộ. Hoàng Thiên Y lặng lặng, nằm ở trong tiên quang, lượn đờ lấy sương bù nhàn nhạt. Một bộ bạch y trắng tuyết, khuôn mặt tinh xảo mà tuyệt mỹ, lồng bị thật dài run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Tuy Hoàng Thiên Y trọng thương, nhưng mà trong Hoàng Kim Chí Tôn Điện có rất nhiều linh dược vương phẩm, thậm chí là chuẩn thánh dược cũng có, còn có linh đàn hoàng đạo đoạt thiên địa tạo hóa mới có thể để cho Hoàng Thiên Y trong thời gian ngắn như vậy tỉnh dậy. Hoàng Thiên Y mở mắt, đầu tiên đập vào mi mắt, đúng là khuôn mặt thành tú, lạ lẫm mà quen thuộc. Nó là một thiếu niên. Giờ phút này trên mặt mang thần sắc lo lắng, trong ánh mắt có vẻ thương tiếc cùng đau lòng, lập tức để cho Hoàng Thiên Y cảm giác tâm nhảy dựng hẳn lên. Người tỉnh rồi hả? Khương Tư Nam khẽ cười nói, Đúng thế. Hoàng thiên Y cảm giác hai cỏ má có chút nóng. Trên cái cổ trắng nõn, đột nhiên hiện ra một vòng đỏ ửng Năng đang xuống cảm giác khác thường trong nội tâm. Thần sắc trên mặt đạm mạc nhưng trước, chỉ nhẹ nhàng ư ừ một tiếng, phảng phất như che giấu điều gì đó. Về sau đừng ngốc như vậy nữa. khương tư nam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhẹ nhõm, rất tự nhiên nắm tay Hoàng Thiên Y, toàn thân của Hoàng Thiên Y cứng đờ, phía sau lưng kéo căng rồi, muốn giãy giụa ra. Nhưng bàn tay ôn hòa mà rắn chắc kia, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng thật chặt, truyền lại một loại khí tức, làm cho nàng không muốn ra rời. Cuối cùng thì Hoàng Thiên Y vẫn buông tha cho giãy giụa, tùy ý để Khương Tư Nam nắm tay. Khương Tư Nam cũng thở dài một hơi, trong nội tâm tràn ngập cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt. Hắn phụng trộm nhìn toán qua Hoàng Thiên Y thân sắc của Hoàng Thiên Y bình tĩnh như cũ, dùng nhàn tuyệt mỹ như không chân thực, tựa như tiền tử trên chín tầng trời. Nhưng mà tay nàng đổ bồ hôi, lại hiện lộ ra nội tâm cuối cùng, nàng giữa phút này cũng không phải bình tĩnh như thế. Từ khi ở chân cường giới lần thứ nhất gặp mặt, Khương Tư Nam liền khắc sâu khuôn mặt của Hoàng Thiên Y vào trong nội tâm. Mãi trở đến về sau, ở trong chân cường giới, hắn một lần nữa biết được tin tức của Hoàng Thiên Y tâm nên không bình tĩnh nữa rồi. Nhất là đoạn thời gian Hoàng Thiên Y sinh tử không biết kia. Khương Tư Nam cơ hồ cảm giác cả thế giới của mình u ám lắm. Nhưng mà ai từng nghĩ sau khi Hoàng Thiên Y trọng thương cho chàng khoác thành tiểu hồng điểu hoang nhi một bực ở bên cạnh hắn hơn nữa hai lần không tiếc trọng thương sắp chết cứu hắn một mạng. Năm nay Khương Tư Nam 21 tuổi ở phương diện cảm tình hắn vẫn đạt tình tình mơ mơ nhưng mà giờ phút này đứng ở bên người Hoàng Thiên Y Có một chút hắn rất xác định Hắn đã không thể thi khai khỏi năng rồi Khương từ nằm nắm bàn tay nhỏ bé của Hoàng Thiên Y Đứng ở trên ngọn núi Gió nhảy thổi qua Tay áo bồng bềnh Có một loại khí thức xuất trần Nằm thành tú anh Tuấn Nữ thanh thể tuyệt trần Tự như một đôi thần tiền bích nhân Mẫu thần Thương thế của người không sao chứ Người Vừa lúc đó một thanh âm không hài lòng vang lên. Đó là thanh âm của thần hoa. Chỉ là giờ phút này, hắn còn không có nói hết, đã bị thỏ ra ở một bên bịt miệng lại. Người cái tiểu thí hài này cũng quan sát phong cảnh đi à nhá. Trang cảnh hoan mỹ như vậy, người cũng nhẫn tầm phá hư sao. Thỏ ra trường mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. Lão con thỏ, ta đây là quan tâm mẫu thân ta biết hay không? Cái gì mà sát phong cảnh? Ở đây nào có phong cảnh gì? hoàng sơn dã lĩnh nhìn rất có còi đấy thần oa thật vất vả dãy giụa bóng vuốt của thỏ ra trừng mắt to nhìn chung quanh nghi hoặc nói thỏ ra đầu đầy hắc tuyến khương tư nam cùng hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt ở một bên cũng nở nụ cười ngay cả hoàng thiên y cũng một mực rất nhạt mạc sau đó quét miệng cũng lộ ra độ cong đẹp mắt bất quá thần oa cũng quấy rầy hoàng thiên y cũng nhân cơ hội rút bàn tay nhỏ bé của mình về trong nội tâm Khương Tư Nam bỗng nhiên có một loại cảm giác mất mát buồn vô cớ. Không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn thần oa. Để cho thần oa cảm giác có chút không hiểu thấu. Trừng mắt to vô tội, nghi hoặc nhìn Khương Tư Nam. Cái bộ dạng ngốc mảnh kìa càng làm cho mọi người buồn cười hơn. Ngay cả thỏ già cũng nhếch miệng cười không thôi. Tư Nam không có nhìn ra nha. Người bất quá mới 20 tuổi cũng đã có hài tử rồi. Khương Thiên Tuyệt chuyển mắt nhìn Khương thứ Nam, cười mà nói. Như vậy thật tốt, ha ha ha, khai trì tán diệp cho Khương tộc ta. Như vậy một cái sao đủ, về sao phải sinh mười cái, tám cái. Như từ này của người rất tình quái, thành tú bức người, về sao nhất định không kém gì ngươi đâu. Khương Thiên Diệt cũng nháy nháy mắt ra hiểu, một bộ già mà không kính. Ha ha, đó là đương nhiên rồi, phụ thân ta nhất định là trí tôn sẽ phú hóa vì tiền. Ta tự nhiên cũng là tuyệt thế thiên tài tương lai đừng nói là chân cương giới coi như là thái sự đại thế giới cũng không dùng được ta chỉ có tiền giới mình mồng bất hủ kia mới là sân đấu để ta cường phụ kỵ trong ruồi thiên hạ thần hòa rất trắm thí dáng vẻ rào rạt đắc ý mà nói chỉ là hắn bất quá một hai tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạc mắt to thành tịnh hơn đưa hòa trần múa tay vui sướng bàn tay nhỏ bé để cho người ta thoạt nhìn nhịn không cười được hai vị lão tổ các người đã hiểu lầm không phải như các ngươi tưởng tượng đâu khương tư nam cười khổ một tiếng vội vàng giải thích nói mà ngay cả bên ngoài hoàng thiên y ở bên cạnh trên mặt cũng lộ ra một vòng đỏ bừng có một loại mỹ cảm kinh động tầm phách khương tư nam có chút lắp bắp ngay cả hắn cũng không biết nên giải thích thế nào hắn cũng không thể ở trước mặt thần oa nói thần oa không phải con của hắn là trong viên đá bỗng nhiên xuất hiện ở nửa tinh thần thần thai được máu huyết của khương tư nam tầm bổ như vậy kỳ thật thần oa cũng coi như là giọt máu của hắn khương tư nam truyền âm cho hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt giảng thuật lai lịch của thần oa một lần à dĩ nhiên là tinh thần thần thai sao hai vị lão tổ nhìn nhau đều lộ ra vẻ khiếp sợ thần không ngờ thần oa lại coi là lịch khủng bố như thế dùng kiến thức của hai người bọn họ tự nhiên biết rõ tinh thần thần thai lai lịch như thế nào. Đây chính là trí bảo, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa nguyên khí thai ngén trăm ngàn vạn năm. Bọn hắn chỉ nghe qua truyền thuyết, vậy mà hôm nay lại gặp được thật sự. Từ Nam, như từ tiện nghi này của người, thật đúng là lai lịch không nhỏ, u chết người ta đấy. Khương Thiên Tuyệt truyền âm cười nói, bất có mà kệ hắn có lai lịch gì, đã do tình huyết của người tầm bộ, coi như là người Khương gia chúng ta Khương Vô Kỵ, cái tên này rất hay, hoành hành không sợ, sừng bá trừ thiên. Về sau tiểu tử này sẽ không phải là một cái hỗn thế mà vườn đấy chứ? Thanh âm của thiên tuyệt mang theo một tiết trêu chọc, để cho Khương Tư Nam cũng cười khổ lắc đầu. Vèo! Thần hoa hóa thành một đạo quang mang, lập tức cưỡi trên cổ Khương Thiên Tuyệt, cười hăng hắc nói. Hai vị ra xa, ta cũng chúc các người sớm ngày vũ hóa phi thăng, trở thành chân tiên cùng thiên địa đồng huy cùng nhận nguyện bất hủ các người có phải nên cho ta chút lễ gặp mặt hay không hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt sững sờ lập tức cười ha hả được 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 tiểu tử ngươi miệng thực là ngọt lần thứ nhất gặp mặt ra ra đương nhiên phải cho người lễ vật người nói đi muốn cái gì nào thần oang nghiêng cái đầu nhỏ ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt nói hai vị ra ra muốn cho ta lễ gặp mặt ta nào dám bắt bẻ gì bất quá dùng thân phận của hai vị lão gia tử chỉ sợ đồ vật tầm thường là không thể vào trong mắt các người tùy tiện ban thưởng bột giọt thánh dược tiền khí hoặc là tiên thạch đã tốt rồi ta không bắt bẻ gì đâu thần oan một bộ không quan tâm nhưng mà sau khi hai vị lão tổ nghe lập tức hít một hơi khí lạnh khẩu vị của hung hai tử này thật đúng là lớn đấy thánh dược chính là đoạt thiên địa tạo hóa đối với cường giả trí tồn cũng có tác dụng thật lớn ở thay giờ đại thế giới cũng là tồn tại trần quý vô cùng. Vậy mà hung hai tử này lại đòi cả một giọt. Còn có tiên khí, đây chính là bảo vật mà tiên nhân ở tiên giới sử dụng. Ở tiên giới có lẽ không tính là gì, nhưng mà ở thái sơ đại thế giới cũng chính là trí bảo, trần áp vô số mệnh tông môn. Tùy địa vị của hai người bọn họ ở khương tộc không thấp, nhưng mà cũng không có nhìn thấy qua. Mà tiên thạch đó là tồn tại cùng loại với linh thạch Ẩn chứa tiền linh chỉ khí vô tận Chính là bảo vật tiền nhân dùng tu luyện Ở thay sở đại thế giới Cũng là chi bảo không kém thánh dược Hai vị lão giả tử thiếu chút nữa Bị thần oa làm cho nghẹn chết Khương tư nam lập tức nhìn không được cùng hai từ này luôn mồm không quan tâm Vậy mà lại đi xảo trá hai vị lão tổ Hắn lập tức trừng mắt Nghiêm mặt nói Thần oa quay trở lại đây cho ta người cái tiểu thí hài này không học điều gì hay lại đi học xảo trá của con người đây là hai dạy người đấy nếu chỉ để cho ta biết rõ ta nhất định phải rút gần lột ra hầm cách thủy ăn sạch hắn ánh mắt của khương tư nam không để lại dấu vết nhìn lướt qua thỏ ra thỏ ra vốn là giả bộ niềm nhiên như không có việc gì lập tức cảm giác được toàn thân run rẩy phảng phất như có dòng điện từ sống từng chạy lên não khoe miệng của Hoàng Thiên Y lộ ra vui vẻ. Lai lịch của tên tiểu tử thần oa này, nàng tự nhiên rõ ràng. Mặc dù gọi nàng mẫu thân làm cho nàng có chút xấu hổ, nhưng mà trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng rất ưa thích tiểu gia hỏa tình quái kia. Phụ thân à? Thần oa biểu môi một cái, mặt lộ ra thần sắc ủy khuất, mặt to che kín một tầng hơi nước. Được rồi, được rồi, thần oa chưa có khóc, từ nằm gây dọa hải tử lắm cái gì. Tiên tuyệt lão tổ lập tức không chịu trừng cương tư nam một cái sùng định ôm lấy thần hoa, kẽ cười nói thần oa thần oa đây là lễ gặp mặt của gia gia cho ngươi nhanh cầm lấy đi đừng có khóc trên tay tiên tuyệt lão tổ lóe lên hào quang xuất hiện một đóa hoa sen lượn lờ lấy hỏa diễm xích sắc tràn cập thần hy nhàn nhạt, nhạt còn có một loại hương thơm rất thần bí để cho người ta nhìn thấy cảm giác được tinh thần đại chấn Hoa sen có tất cả 12 cánh, hoa diệm đằng đằng, lấy ra hào quang kim sắc, phẳng phân như cắm rễ ở trong hư không, rút ra thiên địa linh khí vô tận, cực kỳ thần dị. Dĩ nhiên là thánh dược à? cái này quá trân quý rồi. Thiên tuyệt lão tổ, người nhanh thu lại đi, thần hoa tuyệt đối không thể thu đâu. Ánh mắt của cường từ Nam chấn động, hắn tìm hiểu đan thu, sao có thể không nhận ra lai địch của loại linh dược này đây là một đóa xích hỏa kim liên thập nhị phẩm chính là thánh dược đoạt thiên địa tạo hóa vốn xích hỏa kim liên cũng không tính là linh dược cao cấp gì đại thể đều là nhị tam phẩm tứ ngũ phẩm xích hỏa kim liên bát cửu phẩm đã rất khó gặp được xích hỏa kim liên một ngàn năm trưởng thành một phẩm thậm chí là dược vương thập nhất phẩm là chuẩn thánh dược thập nhị phẩm mới thật sự là thánh dược nói như vậy Đoá xích hỏa kim liên thập nhị phẩm này đã sinh trưởng một vạn hai ngàn năm là chi bảo kinh thiên như vậy làm sao lại không trân quý chứ thì tuyệt lão tổ khẽ mỉm cười nói không coi là cái gì một đóa thánh dược mà thôi mà đây là ba phẩy năm về trước chúng ta ở thiên la giới vô tình lấy được để ở trong tay ta cũng không có tác dụng gì hôm nay lấy làm lễ gặp mặt đưa cho thần hoa người cũng không nên cự tuyệt đây không phải là tặng cho ngươi lần đưa cho thần oa đấy giờ phút này thần oa phảng phất như hoàn toàn không có chứng kiến ánh mắt của cương tư nam cười tủm tỉm nhận lấy miệng rất ngọt khoa trường mãnh liệt để cho thiên tuyệt lão tổ cười ha hả ha 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 đại ca lấy ra giấy khỏa kim liền thập nhi phẩm quả thật là bỏ hết cả tiền vốn ta cũng không thể keo kiệt khối tiền thạch này chính là ta lấy được ở một di tích tiền đạo hôm nay tặng cho ngươi khương điện diệt cũng mỉm cười trên tay xuất hiện một khối tiền thạch lớn cỡ nắm tay hải nghi, mờ mịt lấy hào quang hoa mỹ phảng phất như dưỡng dục thần thai tàn bát ra từng sợi hào quang thần bí tự như có một chân tiên ngồi xếp bằng giảng thuật chư thiên hào diệu tiên thạch này tàn bát ra khí thức mờ mịt khương từ nam hấp thu một tia lập tức cảm giác được pháp lực của mình gia tăng thêm một chút không khỏi khiếp sợ đây tuyệt đối là trí bảo khó đường không hồ là tiên thạch chất chứa tiền linh chi khí. Khương Tư Nam vốn vốn cự tuyệt, nhưng mà nhìn đến thái độ kiên quyết của Khương Địa Diệt, còn có biểu lộ rạo rực của thần oa, ôm vào trong ngực, sợ bị người khác đoạt đi, chỉ phải cười khổ một tiếng. Hai vị lão tổ lúc bấy giờ lấy trả bảo vật trần quý như thế, sau này mình cũng phải nghĩ biện pháp trả ân tình này của hai vị lão tổ. Khương Tư Nam âm thầm ghi nhớ. Thần hoa tay trái cầm thập nhị phẩm xích hỏa kim liên, tay phải cầm một khối thiên thạch, một bộ cười tủm tỉm, liên tục nhìn hai vị lão tổ nói lời cảm tạ. Một bên thỏ ra chứng kiến thánh dược cùng thiên thạch kèn ghét nên con mắt đỏ bừng lên. Nhưng mà thần hoa ôm thập nhị phẩm xích hỏa liên, trực tiếp bay đến trước mặt hoàng thiên y, chớp chớp mắt tỏ nói: mẫu thần, người thần có phượng hoàng huyết mạch, chính là niết bàn thể, người tuyển hóa thập nhị phẩm xích hỏa kim liên này chẳng những thương thế khỏi hẳn ơn đưa tu vi cũng có thể càng tiến thêm một bước cho ta sao hoàng thiên đi sững sờ trong ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa đẩy thập nhị phẩm xích quả kim liên trở về khẽ mỉm cười nói thần oa nghe lời ta không cần gốc thánh dược này thường thế trên người của ta không sao trên người giữ lại dùng đi nhưng mà thần oa vẫn cố chấp đưa tới rất nghiêm túc nói mẫu thần người không nên gạt ta Thường thế chân người của người rất nặng. Thâm nhị phẩm xích hỏa kim tiền này, người nhất định phải nhận. Bằng không thì, bằng không thì ta liền không để ý tới người nữa đâu. Thần hoa mắt to trừng mắt nhỏ, thần sắc tức giận nói. Thương tư nam nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Y, khẽ cười nói. Người thù đi, đây là tâm ý của nhi tử, nếu người chối tử, chẳng phải là để cho hải tử thương tâm sao? Hoàng Thiên Y liếc nhìn Cương Tư Nam, biết rõ hắn đây là nhân cơ hội chiếm tiện nghi, bất quá cũng không có phản bác dùng nịnh vuốt đầu thần oa thu thập nhị phẩm xích hỏa kim điền lại lúc này thần oa mới mặt mày hớn hở một người ôm thiên thạch ở đó cười ngây ngô vô nghị nhỏ như vậy nên có tâm hiếu thảo không tệ không tệ hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt cũng có chút ngoại ý muốn mắt chứa vẻ tán thưởng thần oa cũng thu nhận cười cười nói bất quá trong lòng lại âm thầm phỉ báng <laughs> nếu không phải ta biết rõ trên người lão sa hỏa này có thánh dược mới dùng chút thủ đoạn lão sa hỏa này tiến văn ngoãn lấy ra mới có thể đưa cho mẫu thần mà không bà nói lão sa hỏa này thật đúng là không nhất định cam lòng đâu bất quá những lời này hắn ngược lại không có gan nói ra ngũ hành thánh tông đại chiến đã tiếp cận khâu cuối cùng ngũ hành thánh sơn là năm tòa thần sơn đâm thẳng phân tiêu hiện nên dù thế ngũ hành lưu chuyển, từ thượng cổ truyền thừa đến nay cũng ngũ hành thánh tông được xưng đệ nhất thiên hạ tông môn hôm nay triệt để bị tiêu diệt ngũ hành thánh sơn bị đánh cho tàn phế khắp nơi đổ nát thê gương, đá phun cổ thụ sụp đổ ngũ hành thiên cung mênh mông bị oanh toái khắp đại địa đều là khe rãnh xâm nhập lòng đất sát khí tràn ngập huyết quang lập lòe cho thấy ở đây đã xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên trên hư không hôm nay chỉ còn lại có hai thân ảnh một là hắc bảo nhân thần bí ngồi trên bờ vai mà tồn khối đổi một người khác là trọng lê trần vương chật vật không chịu nổi có chuyện gì xảy ra vậy cường tư nam cất bước mà đến nhìn thân ảnh đại chiến trong ngư không có chút nghi ngờ nói khởi bẩm thiếu chủ hắc bảo nhân này nói hắn và trọng lê trần vương là sinh từ cừu địch hắn muốn đích thần giải quyết trọng lê trần vương không để cho chúng ta thất thủ ạ kim chứng kiến cường tư nam lên tiếng bẩm báo nói sinh từ đại địch sao? Trong ánh mắt của Khương Tương Nam, lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Hắn trở thấy dịch thiên cơ ở một bên trầm ngầm không nói. Thế được trong ánh mắt của dịch thiên cơ có thở dài cùng thương cảm lóe lên rồi biến mất. Sương bụt trong lòng phảng phất như bị bột đạo thiểm điện phá vỡ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.